Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng chưa đầy 1 tháng nữa thì đến Tết thôi. Không biết quý vị và các bạn suy nghĩ như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì cũng có một sự hào hứng nhất định đối với Tết. Vào thời điểm này thì nói về những kế hoạch, những dự định cho dịp Tết thì cũng không phải là sớm nữa rồi. Và muốn được hỏi chị Thủy Dương là không biết chị đã có dự định gì cho Tết năm nay chưa ạ? Vâng, theo phong tục của người Việt chúng ta thì tôi thường là đi lễ chùa vào những ngày đầu năm. Và khi mà liên quan tới cái dự định này thì tôi chợt nhớ đến câu chuyện về sư tử đá có nguồn gốc ngoại lai. Không biết thì vào thời điểm đó thì những linh vật này đã được di rời ra hết nơi thờ tự hay chưa? Như là mục tiêu được đặt ra từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ạ. Có lẽ cá nhân tôi thì cũng khó có thể trả lời một cách chính xác câu hỏi này của chị Thùy Dương được, bởi vì theo tôi được biết thì ngay cả các cơ sở cơ quan quản lý tại các địa phương thì cũng khó cũng còn đang rất là khó khăn, gặp lúng túng trong việc thực hiện cái nhiệm vụ này. Vâng, và khó khăn lúng túng cũng xảy ra với các địa phương. Như là anh Phước đã nói, mà khi mà chủ cứu cơ sở sản xuất ra các linh vật ngoại lai. Câu chuyện ở đây chính là giải pháp cụ thể hiệu quả của ngành văn hóa du lịch, chứ không dừng lại ở quyết định đơn giản là đập bỏ hay là đem chôn. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện buổi sáng của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, lúng túng xử lý linh vật ngoại lai. Thay bằng việc án ngữ trước cửa đền Hà, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, hai con nghề đá đã được chuyển ra nơi khác, có phần kín đáo hơn. Đó là cách nhà ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hà, huyện Lục Ngạn xoay sở, theo đúng với chỉ thị di dời linh vật ngoại lai của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Giang. Cuối tháng 10 vừa rồi thì bên thanh tra của Sở Văn hóa về chỉ nói là không được để ở đấy nữa, thế còn đem đi đâu thì nơi nào người ta chấp nhận hoặc là giả lại cái người công đức. Chúng tôi cũng đã định đặt một vài cái địa điểm, ví dụ như là cổng đền của cái chỗ họ thân ở đây thì người ta cũng không nhận, thế và đưa lên nghĩa trang thì địa phương cũng không cho, thì chúng tôi không biết đem đâu cả để đây. Nhận vào thì phải chuyển đi. Đó là cách mà các ngành chức năng đang phó thác cho ban di tích và người dân xử lý vấn đề này. Còn tại một ngôi chùa khác, thay vì di dời, người ta lại cố tạc sửa thành hình một linh vật khác cho đúng với truyền thống dân tộc. Tại vì các ông có hướng dẫn đâu. À, ví dụ các ông đánh văn bản về đây, các ông bảo là tất cả các chùa đền các di tích là không được nhận những linh vật lạ, ví dụ như sư tử hay là gì gì đấy. Thế thì chúng tôi lại cứ làm, thế thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mỗi nơi một kiểu cũng là dễ hiểu, bởi ngay cả Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang vẫn chưa có phương án cụ thể về việc làm gì với các linh vật ngoại lai. Hiện nay thì chúng tôi cũng chưa có được một cái hướng dẫn cụ thể nào là bây giờ đưa đi đâu và đưa thế nào. Thì tuy nhiên thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải đưa vào những cái vị trí hợp lý để mà nó đảm bảo mỹ quan, nó không ảnh hưởng đến di tích. Khó khăn, lúng túng không chỉ xảy ra với các ban quản lý di tích có linh vật ngoại lai mà còn xảy ra cả với những cơ sở sản xuất các linh vật này. Dù có vị trí khá đắc địa ở làng đá Non Nước, nhưng mấy tháng nay, việc buôn bán của cơ sở điêu khắc đá mỹ nghệ Chiến Yến, thành phố Đà Nẵng cũng rơi vào cảnh ế ẩm. Cả trăm cặp lân, sư tử đã sản xuất, giờ chỉ để trưng bày mà không khách nào hỏi tới. Bán là bán không được, mà giải quyết thì bây giờ không biết giải quyết cách nào hết. Bỏ cũng không được, mà đem giục cũng không được. Nó thật tế là nếu mà bán được thì phải dồn qua một bên. Để đó khi nào mà có lúc khách nào hỏi thì mình cũng có nói giá tức là rẻ hơn 1 đến 2 giá, 2 3 4 giá thì nó bán được thì bán thấu rẻ luôn. Bây giờ mà thật ra mà để đó thì nói chung cũng không ai mua. Theo đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, khó khăn của địa phương này không phải là việc di dời linh vật ngoại lai ra khỏi các di tích, mà là giải quyết số hàng tồn đọng cũng như tìm hướng đi mới cho làng nghề này. Hiện nay đối với làng nghề thì tồn đọng khoảng 4.500 cặp nghê, lăng, sư tử. Thì trong này có nhiều chủng loại, nhưng mà có thể phân ra 2 loại là một cái loại hàng hóa là có cái kích cỡ lớn và một cái loại hàng hóa là trung bình và bé. Thì đối với cái hàng hóa mà có kích cỡ lớn thì bà con làng nghề họ nói rằng nếu chúng tôi có mẫu mã đẹp mà mẫu mã tốt thì chúng tôi có thể tổ chức là làm lại theo mẫu mã mới từ những cái tượng mà chúng ta đã có làm.
một cuộc vận động sáng tác nhằm tìm ra hình mẫu nghê, lân, sư tử thuần Việt để đưa vào sản xuất do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Tuy nhiên, theo các cơ sở sản xuất, việc làm này là không khả thi. Nếu mà làm lân thuần Việt với nghê thuần Việt thì phải làm từ ban đầu, các đá mới làm lại, chứ còn nếu mà tái chế không được, không thể tái chế được, vì làm lăng rồi nó móp ra hết rồi, nó làm ti tiết ra rồi mà đem về chế là không được, rõ ràng là không được, phải làm lại mới. Mà làm lăng thuần Việt thì lẽ là cũng có làm rồi mà không ai mua. Sau nhiều năm chế ngự ngay trước cổng của những nơi được coi là biểu tượng văn hóa tâm linh của người Việt, thì cuối cùng, những con sư tử đá ngoại lai cũng bị vạch trần chân tướng là những kẻ xâm lăng văn hóa. Các cơ quan chức năng ngay lập tức thể hiện vai trò của mình đối với việc quản lý và cho tháo dỡ sư tử đá ra khỏi các di tích. Thế nhưng, những quyết định có vẻ như rất tích cực và cương quyết này lại không đi đôi với cách làm, khiến ban quản lý các di tích loay hoay không biết di rời ra sao, còn những làng nghề truyền thống rơi vào cảnh đại hạn.